Xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi đang bốc dỡ loa để chuẩn bị lắp phục vụ tuần châu lượt của giáo xứ Phú Hương thuộc hạt Đại Đồng, xã Giao Thiện. Xã Giao Thiện là giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định. Nhà thờ giáo xứ Phú Hương thì có một cái màu rất là đặc trưng. Chúng ta nhìn này, cái màu đây là màu nâu, màu này là màu nâu áo dòng, tức là màu này là màu của thánh An Tôn, quan thầy của giáo xứ. Anh ta xem giáo xứ và bà con giáo xứ sơn cái màu này rất là lạ đối với ở cái khu vực miền biển Bùi Chu này. Thì nhà thờ gồm có 7 gian cùng 1 gian cung thánh và 6 gian dưới. Tất cả bên trong nhà thờ đều được thiết kế theo hướng vòm cuốn Gothic tân cổ điển. Xiaomi Audio sẽ lắp trong nhà thờ gồm 16 loa MA12, và ở phía cuối chúng tôi sẽ lắp 2 loa AMU208 cho toàn bộ cái khu vực ngoài sân này. Chúng ta xem sân khoảng cả ao nó rơi vào tầm khoảng 60m, dài 50m ngang. Tất cả các công tác đang chuẩn bị cho tuần châu lượt của giáo xứ đang được triển khai tương đối là khẩn trương. Chúng ta sẽ vào xem bên trong. Bên ngoài như chúng ta thấy là đúng là màu nâu áo dòng của thánh cha thánh An Tôn, quan thầy giáo xứ. Toàn bộ loa MA12 đã được tập kết tại đây, gồm 16 loa MA12 của hãng Bose. Toàn bộ quấn vòng cổ tích. Dạ. Đi trong. Dạ. Và các ông đang kiểm tra 16 cái. Sáng nay công tác đang đục nền, cắt nền, đi dây cho loa đến xung quanh. Tôi sẽ làm rốt ráo để trong ngày hôm nay, hy vọng là trong ngày hôm nay sẽ cơ bản xong. Xem nào. Rất may có cái hệ thống các cửa thoát âm, tiêu âm và phát khí, đỡ có vang thì cho nhà thờ tương đối nhiều. Vang 2 giây 58 thì tôi đã test thử. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại với các bạn trong lần thứ 2, clip phần 2. Chúng ta thử nó. Đang kiểm tra thử loa, đặt theo các cái khẩu độ nhất định.